Hello, em chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà cùng với em mừng đi khám phá chợ trái cây nhé cả nhà. Mời cả nhà đi theo chân em nha. Let's go. Đây, hôm nay chồng em chở em mừng đi chợ trái cây nhé cả nhà ơi. Cả nhà đi xem chợ trái cây với em mừng nha. Đây, em mừng ra chợ chuyên trái cây của Thủ Đức nhé cả nhà. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cả nhà ơi. Chợ này chỗ em mừng quay đây là chuyên về bán trái cây nhá cả nhà. Các con buôn là tập trung về đây lấy trái cây cả nhà, lấy trái cây về xong là bán lại bán lẻ lại ở các chợ nhỏ, các sạp chợ nhỏ nhá cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là khu vực bán xoài, bán nho cả nhà, bán cam này. Đang là vào mùa mùa cam cả nhà, rất là nhiều sạp bán cam và bán bưởi da xanh cả nhà nhé. Đây là bưởi da xanh rất là nhiều, đây là bán hoàn toàn bằng giá buôn nhé cả nhà. Đây là cam này cả nhà ơi, cam để người ta bán ở Sài Gòn á, rất là nóng nực cho nên là bán cam rất là được cả nhà. Những hàng quán bán vỉa hè bán cam để cho người ta đem đi đường uống ấy cả nhà. Bán bằng ly ly nhựa ấy cả nhà, đem đi uống rất là tiện lợi nhé. Bán rất là được luôn, cam cả nhà chỉ có 8k với lại 10k là cùng thôi cả nhà. Nhưng mà khi người ta bán một ly thì 20k, ly nhỏ thì 15k nhá cả nhà, rất là lời luôn. Đây cả nhà ơi, đây có cam này, có táo này, có quả quả dâu này. Đấy, cả nhà đặc biệt là thấy vào vụ cam rất là nhiều cam luôn cả nhà. Cam cực kỳ luôn, có chỗ cam 5k luôn này cả nhà này. Đó, và có quýt nữa này, có quả bồng bồng này, và có me khô này. Em mừng đi chợ trái cây hôm nay toàn đặc biệt là toàn thấy cam là nhiều thôi cả nhà. Đây là 8k loại cam to, cam chuẩn nhá cả nhà, cam nựa nhá. Còn thường thường chỉ có 5k hoặc 7k. Đây cũng là mùa vải nữa cả nhà, rất là nhiều vải luôn. Nhưng đặc biệt là rất là nhiều cam, chỉ có cam là nhiều cả nhà. Đấy, đặc biệt là cam, cam người ta lấy chợ đầu mối như thế này thì giá rất là mềm. Đấy, 5k, 7k cả nhà. Đấy, cam không à, cam. Đây, có chỗ này 10k nè. Và táo nữa, quả bom ấy cả nhà. Quả bồng bồng gọi là quả mận ý. Ở ngoài Bắc em mừng gọi là quả mận, nho này, ổi này, chanh dây này, mận này, xoài này. Rất là nhiều nha, các loại xoài. Xoài cát, rồi là xoài hòa lộc, rồi là xoài Mỹ, rồi là rất là nhiều loại xoài da xanh nữa cả nhà nhé. Cam, sầu riêng này cả nhà, dưa hấu nữa này. Ra đây mua dưa hấu chỉ có 10k đến 8k, về người ta bán 15-20k nhé cả nhà. Đây, rất là nhiều những con buôn tập trung về đây mua. Thường thường người ta mua buôn, người ta mua tầm 5 kg. Nếu mà người ta đổ ra như thế này thì người ta bán tầm 5 kg đổ lên. Chứ bán ít là người ta không có bán nữa cả nhà nhá. 5 kg đổ lên. Còn nếu mà mua buôn thì người ta bán mua bịch là 10 kg một, cứ 10 kg một nhá cả nhà. Còn người ta đã đổ ra đây rồi thì người ta bán tầm 5 kg một. Đây là sầu riêng nhá cả nhà. Sầu riêng, rồi cherry này, quả cherry nhỏ nhỏ nhỏ. Hồi xưa em mừng mới vào Sài Gòn làm thấy quả cherry này nó rất giống quả trùm ruột nhá. Hai cái quả đấy em mừng cứ lẫn lộn với nhau. Đây có quả cả quả hồng xiêm này, xoài xoài người ta đóng bịch bịch như thế này cả nhà. Ta mua bịch bịch thì giá rất là rẻ. Ví dụ người ta đổ đổ ra người ta bán 5 kg một ấy, thì người ta bán giá 5k. Quên 10k, nhưng mà mua bịch thì người ta chỉ bán 5k ví dụ vậy. Đây có quả cả mãng cầu nữa cả nhà ơi. Đó, vào mùa này là có mận rồi cả nhà nhá, có mận Hà Nội rồi. Có ai nghe đến mận Hà Nội mà chảy nước miếng không ạ? Ui rồi, hôm rồi em mừng có mua một ít mận Hà Nội về mà ăn mà nó chua quá, nhưng mà nhìn rất là thèm luôn cả nhà. Chua nhỏ giòn, ai mà tín đồ của đồ chua thì ăn quả mận Hà Nội rất là nghiền luôn. Đây có xoài xanh nữa này cả nhà. Đây em đi vòng một vòng xong em quay ngược lại sang bên kia để cho cả nhà xem bên này bán nè. Cũng vải, cũng trái cây, cũng cam quýt, cũng nho này, cũng xoài này, cũng mận này, cũng sầu riêng này cả nhà. Vải nữa này cả nhà ơi, đang là vào mùa vải nhá. Mua vải chỉ có 25k thôi ở chợ đầu mối, nhưng mà nếu mà về mua lẻ thì chắc phải 3 đến 40 cả nhà. Có cả dưa 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 gang và dưa dưa vàng, dưa lưới nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Đây là những cái con buôn á, đi bán, đi mua hàng về bán nha cả nhà. Người ta mua thùng thùng bịch bịch không á, đã rúm rúm về người ta bán mỗi thứ một ít. Trái cây thăng long này cả nhà, rất là nhiều trái cây luôn cả nhà ơi. Có quýt này, có ổi này, đó, xoài xoài da xanh nha cả nhà.
Còn phía bên kia đang bán sầu riêng và bán bưởi da xanh. Cái phía bên này là chỉ bán bưởi và bán sầu riêng nha cả nhà. Rất là nhiều luôn. Đó, đây là cái khu người ta bán bịch bịch để cả nhà. Đó, khi bây giờ này em mừng đi vào giữa trưa, tầm 11 giờ trưa thì cái chợ này nó vãn rồi. Nếu vào đi vào buổi sáng thì coi như là chen chúc nhau để mà đi nhích nhích từng tí một cả nhà. Đây em mừng có ghé mua một ít trái cây. Cái này là người ta cũng bán ở đó nhưng mà người ta bán lẻ cả nhà. Nên là em mừng mới dám mua, còn mua nhiều quá ăn không hết. Em mừng mua một ít trái quýt rồi là mua ít trái cây này phải cho các bé ăn mỗi thứ mỗi ít thôi chứ em không có mua nhiều cả nhà. Đó, em mừng đang là lựa trái quýt này đã ăn rất là ngọt nhá. Và em mừng mua thêm một quả dưa hấu nữa. Mua ở ngoài chợ đầu mối á. Đó, trái cây rất là nhiều nha cả nhà ơi. Đấy, bây giờ là họp buổi trưa muộn rồi, một xíu nữa tầm nửa tiếng nữa 11 giờ rưỡi là bắt đầu là các bác bảo vệ đi đuổi không cho bán nữa để người ta đi dọn dẹp cho sạch sẽ để đêm người ta họp chợ từ 12 giờ đêm đổ đi nha cả nhà. Người ta họp chợ từ 12 giờ đêm rồi đi và những cái con buôn người ta lấy nhiều số lượng nhiều mà người ta bán không hết để cả nhà nó ế mà nó hỏng đấy cả nhà, là người ta đem đây người ta đổ này cả nhà nhìn là quả cam Mỹ người ta đổ này, cam Mỹ táo Mỹ này, trời ơi người ta đổ ngon ghê không. Nhiều người người ta đổ nhưng mà vẫn còn sót những quả ngon á, nhiều người họ đi nhặt về, họ nhiều người không có điều kiện người ta đi nhặt về người ta ăn lại vẫn rất là tốt nha cả nhà. Cả nhà ơi, đến đây video của em mừng xin tạm dừng. Nếu cả nhà xem thấy hay thì hãy cho em mừng một like, một đợt đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ em mừng với cả nhà nha. Cả nhà ơi, nếu mà ai muốn mua trái cây nhiều mà về bán thì ra đầu mối Thủ Đức nha cả nhà.